phép trao đổi trước về cạnh cá nhân hen. Trước khi mà học MBA á, thì mình là một cái sinh viên là chuyên học và cái tính cạnh tranh rất rất là cao. Và đến khi học MBA trường Western Sydney thì lúc đó thì Phương muốn cái khóa đầu tiên MBA Talent, mọi thứ phải hết sức stressful, ý là rất là thì kỳ vọng rất là nhiều, cho nên là bọn mình cũng học rất là nặng trong một cái khoảng thời gian rất ngắn, cho nên là mọi người phải cố gắng hết sức. Và cũng vì thế mà trong lúc học thì mọi người cũng vất vả rất là nhiều, nhưng mà nghĩ lại là khi mà qua được cái chặng đường đó thì mới thấy là mình biết được cái sức mình tới đâu. Và bởi vì cái chương trình nó rất là nặng và rất khó thì mình mới gọi là thấy trưởng thành hơn. Mình còn nhớ là khi mà trong quá trình học, thời gian mình đã hạn chế mà khối lượng assignments, cái công việc liên quan đến môn học rất là nhiều, mọi người tranh luận rất là nhiều, đến assignment thì mọi người cũng hay cãi nhau nữa, cũng cãi nhau rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì đó thì mình cũng gọi là bắt đầu gọi là được ra một cái làm quen trước khi ra một cái chiến trận lớn hơn. Thì sau một cái khoảng thời gian mà cái môn đầu tiên cãi nhau nhiều quá thì mình bắt đầu nguôi, mình mới tìm cách làm sao mà hài hòa, làm sao mà sắp xếp được, cân bằng được cái thời gian mà nhà trường đưa, thầy cô đưa và cái performance of the assignment. Như là lúc đầu thì mình còn trẻ, nhiều khi mình còn hiếu chiến, mình hiếu chiến, đúng không? Thích bảo vệ cái luận điểm của mình. Nhưng mà khi mà học chung với mọi người thì nó có những cái sự va chạm. Đúng, va chạm rất nhiều, rất nặng, rất mạnh. Và làm cho mình cảm thấy điềm tĩnh hơn để giải quyết cái đó. Lúc đầu thì chưa điềm tĩnh đâu nha. Lúc đầu còn là chiến đấu máu me lắm, rồi cũng là không thích bạn này, không thích bạn kia, làm ra mặt luôn. Bởi vì là quá áp lực đi. Và những cái môn học mà mình học cũng đòi hỏi ở mình rất là nhiều. Nhưng mà sau đến giữa chương trình thì mới bắt đầu nhanh chóng tìm cái cách làm sao cân bằng tất cả mọi thứ để làm sao mà cho kịp tiến độ học, đạt được kết quả tối ưu nhất và làm sao mà duy trì được mối quan hệ bạn bè. Không phải kiểu là học xong một môn, làm việc với bạn này bạn kia xong hết môn đó lại không nhìn mặt nhau nữa thì không có vụ vậy. Ok, vậy còn chị Tâm Anh về cái khía cạnh cá nhân thì chị thấy chị có những cái thay đổi gì? Thì khi mà chị vô trong cái lớp của chị thì thấy là chị là người già thứ hai ở trong cái lớp. Tất cả cho mọi người là khi mà vô thì tại vì cái cuộc thi của mình cái lúc đó là mình chia thành từng nhóm, là cứ mỗi một cái công ty tài trợ cho cái chương trình của mình thì sẽ chọn ra 4 bạn. Thì khi mà ra cứ mỗi cái công ty đến như vậy thì cái tiêu chí chọn lọc ứng viên thì nghĩ nó cũng sẽ khác nhau. Nên khi mà vô trong cái lớp thì thấy là tất cả mọi người đều rất là khác. Và khi mà như Tuấn nói thì có thể có những cái gọi là conflict, những cái mâu thuẫn, nhưng mà tất cả mọi người đều cố gắng và đi hoàn thành cái mục tiêu học tập của mình thì rất là ổn. Nên là chị rất enjoy, chị rất là thích cái sự diversify trong lớp của mình. Em cũng thấy rất là hay mà khi mà một cái lớp học, một cái khóa học mà độ tuổi cũng khác nhau, rồi kinh nghiệm làm việc cũng khác nhau, thế hệ non thì bay vào có kinh nghiệm hơn thì vẫn ở đó, cho nên là đó là lý do vì sao mà từ cái diversity mà nó cause topic. Thì chị thấy là cái đó là cái điểm đầu tiên. Còn cái điểm thứ hai là chị thấy là sau cái lớp đó thì chị đã có thêm 20 người bạn nữa. Thì thấy rất là vui, và một số người bạn sau này là trở thành những người bạn rất là thân thiết với của mình. Và khi mà mình đi nói chuyện với những cái người đó thì rất là hợp ý cho của nhau á. Thì cái điểm thứ ba nữa là khi mà đi học á thì chị thấy cái cách lập luận và cái cách suy nghĩ của mình nó trở nên là nó có hệ thống hơn. Là khi trong tất cả các cái môn mà em học luôn thì nó sẽ tạo cho mình là cái phần tư duy hệ thống, và khi mà mình nói thì mình phải dựa trên những cái sự kiện gì, những cái lý thuyết gì. Mình cũng chăm đọc sách hơn và mình cũng thích hơn là những cái môn về gọi là quản lý hoặc là những môn kinh tế, những môn business. Thì chị thấy là cái khóa học đã mang lại cho chị những cái sự tích cực hơn về mặt tinh thần cũng như quan hệ xã hội.